bấm. Bấm gầy móng tay luôn. Đi thăm mì các bác ơi. Đây là mì 05 các bác ơi. Đây là cây mì 05 này. Lá rất là sung luôn. Đấy, cái giống này mà lấy lá vô dê thì cực kỳ nha các bác. Lá sung xanh đen nha các bác. Giống này thì nó bị khảm lá cũng nhiều nha các bác. Này. Lá nó bị khảm lá. Khảm lá thì năng suất nó ảnh hưởng các bác ha. Nhưng mà thấy thì cái giống 05 này á mà anh em trồng mà đạt thì cũng đi tầm 35 40 tấn đấy các bác. Nhưng mà đa số là 30 35 tấn là nhiều. Còn mà lên 40 thì cũng hơi hiếm. Cái đám này thì có một số mì khá khảm các bác. Mình thấy để em coi em view các bác thấy nha. Em thì không biết là cái giống này là giống gì luôn. Giống này cọng nó đỏ các bác ơi. Cọng đỏ. Đâu? Dừa đó các bác. Đó, mấy cây cầm đỏ đỏ đó. Làm cho các bác coi nha. Đây các bác ơi. Giống nè, nói kháng khảm chứ em thấy cũng bị khảm lá rất là nhiều nè các bác. Đấy, cũng khảm lá. Này chắc cũng nói kháng chứ cũng không kháng tuyệt đối đâu các bác. Hay là mình trồng sen với mì 05 thì nó ra thế này. Bởi vì cái này trồng sen với 05 các bác ơi. Cây nó thì cũng roi roi các bác ơi. Này, cây nó không to lắm. Roi roi cây. So với cây 05 thì cây này nó yếu. Nhưng mà để em thử cái củ của nó thế nào nha các bác. Lưỡi bụi tương đối nha. Bụi nào? Tìm cái bụi này, bụi này đi. Bụi này nó khoảng 7. Tức là em lấy bình quân nha các bác. Em nhổ thử nha. Wow. Củ này các bác. Củ rất là hoành tráng. Nó có 3-4 củ thôi. Củ to nha. Nó dài. Nói chung là cũng tự em lấy một củ lên em bấm điểm coi sao nha các bác. Đây, này là 05 nè. Cây 05. Cái giống này giống gì nha các bác. Em không biết nha. Cầm nè. Các bác nào quen này không biết nha. Cọng đỏ luôn. Cọng đỏ, thân thì cũng gần đỏ luôn. Mà cây thì hơi yếu. Cây nó chắc tầm này lên nữa nó yếu các bác. Còn cái thằng 05 này. 05 nó sung luôn. 05 này sung lắm. Lên tới đây lá còn xanh ung luôn. Lấy một củ 05 và một củ cái giống này. Để em bấm thử coi điểm nó thế nào nè các bác. Cắt đẹp. Cái này là 05 nè các bạn. 05 thì củ nó đều nè. Mình trồng mì cắm nha. Cái này là giống mì đỏ hồi nãy đó.
Mình thử điểm cho các bạn coi nha. Thử điểm mà. Cái này mình cộng đỏ hồi nãy, cái này thì 0,5. Bấm gầy móng tay luôn. Vâng, như vậy là em đã kiểm tra chiều bột của hai cái giống mì các bác ơi. Thì em thấy cái giống mì 05 năm nay mặc dù là nó mới hơn 8 tháng thôi các bác, nhưng mà chiều bột nó cũng tương đối là ổn định nha các bác, trên 28. Còn cái giống mì tay đỏ hồi nãy đó thì em thấy nó chiều bột nó hơi yếu các bác ạ. Thì em cũng chưa biết giống mì đó là giống mì gì, thì hy vọng rằng video sau thì em sẽ giải thích cho các bác cụ thể hơn nha.